ra bông đẹp quá. Lan vàn. Xin ta chưa? Xin chú nha. Đó. Dạ. Những mùa nắng nó không được đẹp hả mẹ? Ôi. Đúng rồi. Ở tên non quá trời luôn kìa. Coi coi có cây. Không, tú cao mà. Tú cao mà, tú cao tấm tên thôi nồi gì nữa. Tú lo nhánh xuống tú, bắt qua gãi bỏ thứ của hương tiền phải của mình đâu. Quá trời. Được chưa Tú? Ừ. Không đủ giờ cũng phải thành đủ nữa. Ôi trời 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 trời. Thế nó chấn tôi sao não vô đầu tôi rồi. Quá trời quá đất. Bỏ luôn. Bỏ này ăn. Bỏ này ăn chắc đủ rồi. Xin chào các bạn. Bữa nay Trang Biết Vui Vẻ sẽ làm món ớt đồng xào lá cách, ớt kho nước cốt dừa với xả nha các bạn. Đó. Đó, mớ lá cách này mới đi xin được ở nhà chị Tiền nè. Còn xong rồi sẵn tiện xin luôn trái dừa khô. Đây. Bây giờ bác ruột sẽ lặt lá cách. Đó. Cái này xin của chị Tiền ở chỗ nào đấy bác? Lá dạ, cách gì quá chừng vậy ta? Chợ mình phải sao? Lá cách nhiều dữ vậy? Bữa này này ấy làm ăn bánh xèo là nhức nách luôn á. Ừ, bánh xèo là ngon. Bữa nào đợi lá cắt của bà ra nữa cái mình xin chập nữa mình ăn bánh xèo bác. Nè cây đó đem ra. Nhóc luôn hả quý? Quá trời nó xum xơ bự hơn nhàm luôn á. Trời ơi, dữ ghê vậy. Hồi nãy hái có nhánh à. Chắc bẻ nhánh của người ta luôn gì nè. Hai cái kiểu này. Đúng không? Tại vì bữa hổm á ta cũng hái cho kỳ cho cái đống ở đâu cũng nhà đem tiền á chứ biết mấy người ở đó người ta đâu có mua lá cách xin không rồi không ờ. Cái bụng quá quý vị ơi, cái này hầm nhanh không bác? Nhanh. Dạ. Cái này lẹ đó. Dạ. Không có nấu này là lẹ nhất á. Nạo dừa rồi này kia xong rửa rồi xong làm. Thầy ngượng chuyện làm xíu. Chứ một mình làm thì hơi lâu. Đó quý vị, bữa nay tôi vô đây tôi ké thịt heo kho tàu kho với trứng cút. Tôi ké vô đây tôi ké gia vị với tôi ké bếp lửa. Ké nước dừa hình như bác còn mấy cái dừa phải không bác? Còn nguyên trái á, như có lấy dạ, lấy đây. Dạ. Nguyên trái á. Dạ. Hồi con xin kho ké xong cái múc ra mình ăn cơm chung luôn bác Hí. Đây bây giờ không có nước màu lấy đường thế làm nước màu lần thử cho ớt nó trước gì ấy đó. Đó quý vị, tôi chỉ cho quý vị cách thắng nước màu độc nhất vô nhị mà miền Tây rất là hay dùng. Nhà vô tình mà hết nước màu thì sẽ lấy đường thắng. Đúng rồi, vô tình hết nước màu xa chợ xa quê nữa đó, quậy quậy chút là nó thành nước màu. Nước màu
đừng có mình quậy cũng không có đen lắm nha quý vị, đen quá thì ăn nó bị bận. Đó. Đó quý vị, con dâu chùm củi, mẹ chồng nấu ăn. Cuộc sống nó hạnh phúc bình dị biết bao nhiêu quý vị. Dạ. Cắt hết đi con. Thơm không tốt. Bỏ xả tỏi vô rất là thơm. Lửa hơi lớn. Mình phải mần lẹ lên để nó khét. Nhỏ con dâu này nó chụm lửa hơi lớn rồi bác. Tại lửa củi cháy đó con. Dạ. Bác giờ nó đốt nhà mình luôn rồi bác. Nó coi đó, nó coi đó. Tại vì lửa nay sập có mày nắng nó phơi quá trời luôn. Cờ củi nó khô cháy đảo quá hả? Chứ hổ mà nó ui ui mà. Sáng con thấy phơi nguyên cái đống củi là con ham rồi. Đó, thấy chưa quý vị, nó vàng chứ nó không có đen nha. Vàng tôi không thấy à. Đó. Nó bác tôi nói là nó vàng tươi không thấy ha kìa. Thơm không? Dạ. Mày không thấy thơm nhưng mình đây thấy thơm. Dạ. Mơ phải chi mà cái máy quay nó có cái chức năng là cho không, cho khán giả không, dạ. Mùi lo quá. Dạ. Cho quý vị thấy nghe được cái hửi được cái mùi thơm. Mà nói nghe mùi thì kỳ quá, cái lỗ tai mình sao mà nghe được cái mùi, đúng không quý vị? Mà hai người mình cứ hay nói, thấy mày nghe thơm chưa? Đó, mình cũng nói dạ nghe. Cái này mình ướp trực tiếp luôn đi hả bác, rồi mình chụm review. Không có để số, bắt đầu qua, bắt đầu người nào đó. Dạ. Ướp rồi lâu mà, nó cho nó thấm, nó ngon, chứ giải liền, nó đâu ngon còn. Dạ, giờ mình để review vậy đó. Không có để nhắc xuống nhắc đâu. Xuống luôn hả? Nhắc xuống luôn. Dạ. Ừ. Đó quý vị, xào xăng rồi ướp như vậy đó rồi nhắc xuống. Lại có nửa tiếng nữa mới kho. Cái này lại là một cái cách ướp độc đáo của bác luôn, hàng chi ăn ngon quá chừng. Chứ không có bỏ vậy, dạ. Bỏ chết luôn. Bây giờ con mới biết vì sao mà chị Quyết không có ốm được bác. Dạ, bao nhiêu lần quyết tâm. Từ chị Quý cho tới chị Tú luôn. Bữa đi đứng xe phố á, đứng xe đó cân nó 70kg y cân luôn. Hey. Đó. Mà sao nó không ốm? Chị hồi đó mới về làm gym chị ốm lắm nha. À rồi em hiểu rồi, giờ chị đổ thừa má chồng chị nấu ăn chứ không? Đó bác coi chị nấu vậy á. Chị hồi nhà tôi nữa ta. Chị nói hồi chị mới về làm dâu chị ốm lắm mà bác nấu ăn riết chị mập thù lù vậy, chị ý chỉ là vậy đó. Nhưng mà không sao kệ. Bự con thì có phúc hậu. Chú cha bà ơi, nhà bác phúc hậu không à? Có thật không? Thì bác kho giùm luôn cho. Dạ kho bác. Bởi vậy trên đời này chỉ có bác coi tôi là con ruột thôi. Ê, bác tôi ướp giùm tôi gì nữa, gì nữa cái. Bảy. Mới nói giùm tao đó. Ba rồi nè. Bác con. Bác coi con bác cái chuyện biết à. Nhiều khi nói nhiều quá thì cũng bị liệu. Con đã nói rồi, bữa nay con quyết tâm con không nói à, mà không ai nói thì con phải nói. Đó, bên này chị Quý đang lột trứng cút nè quý vị. Đó. Cái này cút đẻ nha, nhưng mà mua. Đó, lá cách này thì sắc đặn một hồi xào ếch phải không chị? Đúng rồi. Thôi nó bậy nữa, cái tay gì dính gì nè. Đó, mình ra mình chơi ké cái sẵn cái mình ghé chợ quý vị. Mình mua cái rưỡi thịt ba rọi mà ngon á, với trứng cút. Cái mình ghé đây, mình nhờ má của người ta ướp với lại luộc trứng cút với khó giùm luôn. Có dừa sẵn luôn. Nó làm tới trưa xong cái mình ăn ké, xong cái mình xách đồ ăn về cho nhà mình ăn cơm. Nó tiện đôi đường. Chơi như vậy mà bị chửi suốt à, mà cũng chơi như vậy với người ta đó. Lá cách xào ớt ai ăn được thì thấy ngon nha, ai ăn không được thì thấy nó hơi nhẫn xíu. Cái này mát đó. Hả? Cái này mát. Ừ. Với ai không được rồi đó. Dạ. 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 Cầm máy ăn đâu được. Nhưng mà con ăn được ớt với nước cốt dừa bác. Lá cách thì để cho chị Quý ăn đi, không sao, ăn cái này mát. Đó. Cái gì nóng để cho em ăn, còn cái gì mát thì chị ăn đi chị. Đó. Hy sinh hết. Cái này làm lớn lắm lớn rồi. Dạ. Cái gì tôi cũng hy sinh hết đó quý vị, cho nên là chơi 4 năm nay không có bị phàn nàn. Đó.
Sao không sắc cho hết lá cách luôn đi chị? Chưa qua đó tận khử này, qua lá cách tới rồi xào luôn, tận khử hết nè. Ủa quý nào giờ để kho ớt đó quý vị. Vừa ra xào lá cát. Ủa cũng có kho ớt vậy? Có má. Xào lá cát hai món. Kho ớt ớt với nước cốt dừa mà chứ mấy đâu ngon hơn bác. Đó. Những người mà ta khéo tay người ta sẽ nạo rất là đều, không có bị dạ không có bị miếng bự miếng nhỏ nha bác. Dạ đem mảnh tay chừng nào cái bằng nhạo này chừng nào bác bỏ cho ông xem nghe. Nhà con trong quê đi ra chợ nạo đâu, ở nhà nạo cho mẹ. Chị Quý sẽ dắt nước cốt dừa, cái này là nước ấm ấm nha các bạn, cho nước cốt dừa nó ra. Rồi đổ cái đó vô xíu, đó nó đó là nước lọc hay là nước dừa vậy? Nước dừa rồi. Trời ơi con. Rồi bao tay không? Thôi đi, tay rửa sạch là được rồi. Hồi xưa bà con mình dắt nước cốt dừa có ai bao tay đâu mà. Khi nào mình ướp thịt hay là này nọ kia mình bao cho nó đựng nóng tay thôi chứ. Mình vô bếp mình nấu ăn là cái tay mình đã sạch rồi. Ý kiến với cò. Em là làm gì cũng vậy á. Mấy cái này là em không có bao tay, em rửa tay cho sạch. Vậy hổng xé gà sao không bao tay? Hả? Bữa hổm xé gà là em cũng rửa tay sạch rồi. Đó, em đã nói rồi, em thích tiếp xúc trực tiếp. Xong rồi nút cái tay á không dễ sợ luôn. Hay nói mình dơ thì mình chịu chứ. Không đâu thấy nút đâu quẹt quần áo mà. Bậy nè. Nút hết rồi mới quẹt. Mình lấy một nước dạo nó cố qua hai má còn như nước dạo phải không? Ai nói dơ là chịu chứ mình rửa tay sạch sẽ rồi mình mới làm. Hồi xưa ông bà mình làm dắt mấy cái này có bao tay đâu mà đeo không bác? Xưa làm gì có mà này. Có ai chết đâu? Sống tới tầm mấy tuổi? Dạ. Còn giờ bao tay bao chân mà chết ngắt à? Mình nói giỡn thôi nha quý vị. Ủa đầu bếp Tú sao đi vô rồi? Cơm. À, bữa nào căn bếp vui vẻ này mà nấu ăn là mình mừng lắm quý vị. Mình được ăn trực bữa. Bữa vậy. Đó. Bây giờ sẽ là cái khâu xào ớt với nước cốt dừa lá cách nha quý vị. Đây là cái món thứ hai nè. Bữa nay là ăn ớt xào lá cách với lại ớt kho sả nước cốt dừa. Ớt xào lá cách cũng dùng nước cốt dừa luôn đúng không bác? Đúng rồi. Dạ. Bữa nay ăn vừa béo mà vừa mát, biết là bao nhiêu quý vị? Đó. Đó. Trời ơi thương quá. Quạt. Nó để bắt nực. Con thà con nực chứ con không để bắt nực. Tại bác còn kho cho con cái nồi thịt nữa. Dạ. Bậy chị Tú nó bậy nè. Sao không vậy được? Bác tự nhiên con quạt bác với con gái với con dâu bác hả, nó ho cành cành nữa bác. Phải không? Dạ. Cành anh đó con ơi. Dạ, bởi vậy. Mai là bác còn không nói rồi nghe, không còn thằng nào hết rồi. Chết rồi à. Dạ, bởi vậy. Nếu như mà bác còn con trai á, thì có thể nói con hâm he, đồ lợi dụng, nịnh nọt, nịnh nọt phải không? Còn lần này con thừa biết bác hết con trai rồi. Mà con vẫn làm như vậy, cái đó là lòng tốt từ cái đáy lòng con. Còn trai là có vấn đề đó. Dạ, bởi vậy. Bác chỉ có bác là người uyên thâm. Nói con quạt bác xong, con mới quạt con à. Thôi, bà dán đũa lên đầu. Cái này xong cái mình làm mình bỏ tới nước cốt dừa hả bác? Dảo. Không nhiều mình dảo không quên. Đây là cái tô nước cốt dừa dảo nè. Đó, mình chế vô. Cho nó sắc kẹo lại mới bỏ vô. Kẹo hơn. Mấy con nhỏ đó nó không biết mà nó nói làm con nói theo bác.
con có thiệt tình đó chứ. Giận biết là bao nhiêu. Quạt quạt quạt. Thôi đừng có kho bếp ga. Tốt ga lắm, để hồi kho bên này nè. Mà nếu chị muốn kho bếp ga thì chị kho. Không sao hết. Dạ. Chắc chặt nó rồi vô tú kho thịt của má thôi. Đó. Cái bên kia là cái chảo mình ướp, mình ướp để chút nữa kho ếch, còn để là nửa tiếng sau mình mới kho được nó mới ngon. Nãy giờ mười mấy phút rồi. Thì ý là em nhắc lại vậy đó. Đó. Biết rồi. Mẹ con hồi xưa cũng nấu ăn ngon lắm bác. Bây giờ mẹ bà bắt bán cám heo rồi, bà không rảnh nấu cơm. Hồi đó bác đâu biết nấu. Dạ. Thiệt á. Nó ngoài tin hồi đó ba tụi nó nấu không mà về đi nấu cơm. Bắt đầu nay bác hồi 40 tuổi giờ là ổng giao cho bác luôn. Dạ. Hồi đó là bác không biết nấu. Bởi vậy không biết trước được chữ ngờ hiếu bác. Lâu lâu cái bác nhắc lại rồi, ngày xưa người ta nấu cho tôi ăn hả? Bốn đứa con là bốn đứa tôi về khoát, còn con dẫn đi chơi đâu tới giờ cơm mà giờ sức lắm. Tại đi chơi xong rồi tới giờ cơm ta đâu có cho ăn chụp, phải về nhà ăn cơm. Không có bậy bạ đâu, khi còn giờ thì thôi đi tá lả luôn. Má nghĩ hồi xưa có gì đâu đi. Ý bác nói con đúng không, giờ đi tá lả. Tới giờ em hồi đó không có đi chơi đâu, có trò chơi gì đâu quý. Dạ. Chứ còn giờ có nhà lồng á, chợ mà nó nhà lồng cũng như chơi ba bắn bi nhảy dây chơi trò để kia chứ đâu phải gì giờ được chơi điện thoại. Giờ không, nhưng mà cái hồi xưa vậy nó mới tốt đó bác. Giờ mấy đứa nhỏ giờ đâu có biết chơi mấy cái đó. Con hồi đó là cái trò gì của con trai con gái gì con không biết hết trơn trọi á. Tăng hình tăng thuốc tăng lon hồi đó trời. Bắn bi là số 1 cầm một keo cu ly. Vậy hả? Đi chơi bắn bi trời ơi. Con đúng rồi, con chỉ có cái bắn bi là con không biết chơi thôi. Con hắt không à, người ta không có chịu. Không có cho chơi. Quý là bắn bi là số giáp luôn ha. Thằng con. Hồi đó nhà bà nội con làm nhà máy đường á bác. Trời ơi. Chưa. Đứa nào mà nó muốn vô được cái nhà máy đường của em, nó chơi ở sân bã với được ăn mía á, là em phải bắt gọi em bằng đại ca mới cho vô. Thiệt á. Mắc cười lắm. Là chị quý mới chưa bằng đại ca mới cho vô. Kệ nó. Rồi bỏ vô nè. Bây giờ bỏ lá cách vô nè. Lá cách vô. Món này là sắp sửa đem xuống ăn này đó. Dạ. Đó là nêm chưa bác? Rồi xong hết rồi. Nêm xong hết rồi. Thì trộn trộn lên xíu thôi để lâu quá nó đắng thôi. Đúng rồi. Không phải chế thêm miếng nước cốt nữa. Nước cốt đặc đúng không? À, đúng cho rồi. Nó đậm đà. À, rồi bắt đầu là miếng nhắc cốt. Dạ. Rồi bắt đầu là... Rồi mình sẽ xào tới mình kho xả kho với nước cốt. Dạ. Cái này là mau ăn nhất nha. Dạ. Chứ món nào mau ăn nhất nha. Kho ớt kho xả nó cũng mau nữa, để đi riêng chút nữa là được. Phải mà cho nước cốt vừa. Trước. Dạ. Ướp trước cũng cho. Nó chỉ lâu cái khâu mình ướp cho nó thấm vô ớt. Đúng rồi, chứ không để ấy ăn ớt nó không dạ. Có ấy. Cái món này là mấy ông nhậu tới tiền luôn. Ha, ớt đồng nha quý vị. Mà lá cách nước cốt dừa ha. Cay cay mà béo béo mà con ớt thịt ớt đồng nó ngọt ha. Trời ơi, nhức nách giật bạc bạc. Nhức lâu dữ vậy. Dạ. Chết rồi, lâu giật. Nách con giật. Bác hai chị em chồng em dâu nhỏ con kia cứ hả con mở miệng nói gì cái hò. Bị bệnh hết rồi. Tại sao bị bệnh? Hai đứa bệnh lượt. Kệ, không quan tâm hả bác. Bác hiểu con là được, hai mình hiểu nhau được hi. Bởi hiểu con mới đem vô kho cho con á. Dạ. Để cho đặng về đặng nói con có hiếu đi chơi vậy vẫn lo đồ ăn. Dạ. Phải không? Dạ. Không, chứ để nó đi chơi mà ở đâu bỏ ở nhà. Dạ. Nó kho đi. Bởi vậy con nói đúng gà bác phải đẻ con mới đúng nè. Đó. Xong rồi chết. Đây. Bắt đầu đó. Nước cốt dừa. Còn này phải chừa miếng chứ nữa đặng kho ấy nè. Đặng một hồi kho ớt. Kho ớt. Cái này là nước dảo hả? Nước cốt con. À đây đây còn tô bên đây nữa. Còn nữa nước bác cái hết cũng được nữa. Còn tô nữa nè bác. À. Thấy không? Đó cái đó đó nước. Ấy nước dảo như ơi, đây nước cốt. Vậy là bắt lộn rồi thấy không? Bảy này nước dảo. À, còn này là nước cốt. Quý tháng nãy con chút mà. Dạ.
Còn đầy không? Bây giờ vậy đổi qua đây xong. Trời ơi. Quý vị có nghe mùi thơm chưa quý vị? Mùi thơm nghe. Bắt cái nồi thịt qua bên đây. Đây, nồi ớt xào lá cách đây quý vị. Thơm chịu không nổi luôn à. Đó, hồi trước khi tôi chơi với chị Quý là tôi 48kg quý vị. Tôi ra đây tôi chơi tôi ăn trực riết rồi tôi 60kg. Xong bây giờ ốm lại rồi. Ốm lại được 10kg giờ chuẩn bị lên ký tiếp nha. Còn cái này là thịt ớt hồi nãy ướp nè. Nửa tiếng nữa. Cái ớt này thì sẽ dùng cái tô này quý vị. Nước cốt đặc. À, bây giờ cái khâu này là để cho chị Quý vậy hả bác? Chị biết rồi, tới đây chắc chị biết rồi. Bác ớt sẵn hết rồi, đâu có còn gì nữa. Đó, quý vị. Kế bên là cái nồi thịt kho tàu của tôi, quý vị kho ké nè. Đó, một chút nữa để chín cho quý vị xem nha. Công đoạn này rất là hoành tráng, làm thử với con. Đó quý vị, công đoạn khó khăn. Kế nước chảo vô. Chừa cái cặn lại bỏ. Nó bây giờ bác mới nghỉ rồi quý vị. Bác ướp xong rồi giờ bác ngồi để cho chị Quý với con. Đó, thấy bác mệt chưa? Dâu lại quạt à. Đúng rồi. Đó kêu đầu tư đi. Đúng ai không? Ai kêu đầu tư? Đây là xét nè quý vị, bưởi da xanh. Bữa năm rồi. Bưởi da xanh mấy bạn. Bạn mấy bạn hái xuống á, để mà ăn bưởi da xanh nó được ngon á. Các bạn hái xuống đừng có ăn liền nha, để dùng khoảng một tuần. Là ta nói nó ngọt nhất nhất. Còn hái xuống ăn liền có thể là nó còn chua chua hay gì tốt. Bởi cái da xanh hay là các loại bưởi cát khi mà nó chín tới rồi mấy bạn sẽ không thấy cái hột nữa. Nó teo luôn. Không vậy à, bữa năm rồi chỉ có bưởi da xanh không có hột cưng ơi. Vậy hả, xin lỗi quý vị. Thấy chưa? Nhỏ anh chồng nó ho, cái là chị dâu cũng phải ho theo, bởi vậy bệnh lượt không à. Trời ơi, giả dối thiệt chứ. Ho lại. Không ai mà ho thiệt, cái kiểu là ê hè. Ho vậy mà ho thiệt. Sao mà. Rồi. Rồi, bây giờ mình múc cái này ra. Ớt xào lá cách, chuẩn bị ăn cơm nha quý vị. Bên kia đang chờ sắt một xíu nữa, chế nước cốt dừa vô là xong cái nồi ớt kho nước cốt dừa. Ớt kho xả nước cốt dừa, xin lỗi quý vị. Thiếu có chữ xả thôi á. Đó, cái này có chấm gì không? Không. Không chấm hả bác? Mới làm vừa ăn. Dạ. Vừa ăn rồi. Mình buồn quá à, lá cách mình ăn không được, nó đắng đắng mình buồn quá trời luôn, thôi mình ăn ớt. Không bút nước hả? Nước mẹ. Dạ. Ừ, bên này bây giờ mình chế nước cốt dừa vô nha quý vị. Bấm đã chế một lần rồi, bây giờ chế nữa. Hồi nãy là nước dảo. Giờ xíu nữa nó thấm là ok. Thấy không được thứ này nha, thấy không? Đúng rồi. Hồi nãy chị mới thấy con cái nó xè ra mà. Bây giờ mình múc cái món này ra nữa. Ớt kho xả nước cốt dừa. Nước nó nhiều là tại vì mình có nước cốt dừa nha các bạn. Mình để lại nhiều nhiều. Mình để lại cho nó bé. Sệt sệt. Kho sắc quá không còn gì chan. Uổng hả bác. Dạ. Về củ như thơm. Bởi vậy con nói chị Quý chị khó. Dạ. Mình nói cái ý trước cái ý sau là cũng phải đúng lời đúng ý. Dù nó khác một chữ một cái này nè. Ừ, phỏng tay rồi. Bình thường. Vậy chứ đâu có dám dục cái gì vậy. Đó, ngon quá, chuẩn bị không ca. Dạ, tự múc ăn giỏi cho tôi quay coi.
mọi người đang chuẩn bị ăn trưa nha các bạn. Đó, gà gái đúng 11 giờ trưa. Bác, con gà nó có canh giờ không bác? Ví dụ như tới tiếng đồng hồ cái đó gái lần không bác? Như ta nói là gà gái đúng ngọ, vậy đúng gì á, chứ tiếng là dạ. 12 giờ, 1 giờ nó gái, rồi nó chiều nó gái. À, dạ, gái. Giống như nó canh tiếng nó gái lần. Ừ, nó canh hay lắm, mà nó đúng gà hay lắm á. Bởi vậy sao ốm được. Quý vị ơi, con mình chưa ăn nữa. Còn như là vô ăn xa luôn con. Dạ. Ủa tắm tế nè. Tụi nó ngoan rồi. Tụi nó về có ăn cơm ngoan. Cảm ơn nha. Còn cái kia để chờ. Chờ nha. Trời ơi. Thôi mình nói vậy thôi chứ mình. Chắc là chắc là để quét mà cặp để chờ Như á. Dạ bởi vậy. Không Như. Dạ. Giờ mình đang ở làm sao chị Tú chừa ếch cho mình là cái gì? Đó. Rồi tới tôi ăn cơm quý vị. Bye bye, see you again tomorrow.